Đệ tử xem Sơn Tây biểu diễn rất cảm động nên phát âm tụng một bộ kinh Địa Tạng. Khi vừa tụng xong việc thứ nhất thì mẫu thân ở trong nhà vệ sinh không cẩn thận ngã bị thương. Xin hỏi có phải là nghiệp chướng của đệ tử dẫn đến việc này không? Con phải nên giữ gìn như thế nào để tâm không thối chuyển? Tâm của bạn kiên định, không thối chuyển thì đúng rồi. Nếu thối chuyển thì là sai. Mẹ của bạn ngã bị thương chính là duyên thối chuyển của bạn. Duyên này gọi là ma chướng. Ma chướng, nghiệp chướng hiện tiền. Nếu bạn không thối chuyển thì duyên này là thiện duyên. Cũng như nói họ đến khảo nghiệm bạn, tâm của bạn rất kiên định, tâm rất thanh tịnh, chăm sóc mẹ bạn tuyệt không thối chuyển. Cho nên thoái hay không thoái đều là giữa một niệm giác và mê. Một niệm mê thì là thoái, một niệm giác thì nâng lên. Loại tình hình này trên đường tu học thường hay phát sinh. Những giai đoạn quan trọng này thường thì cảnh giới hiện ra rất phức tạp. Bạn cũng phải có năng lực để khắc phục. Câu hỏi tiếp theo. Người này hỏi là con năm nay 16 tuổi. Đây là một người rất trẻ tuổi. Dưới đây cậu ấy có 4 câu hỏi. Thứ nhất là con nghiệp chướng sâu nặng, thường hay khởi tham sân si mạn. Mặc dù là có cảnh giác lập tức để khởi Phật hiệu, nhưng khó lập tức sanh khởi được tâm chân thành, thanh tịnh. Xin hỏi nên làm thế nào để có thể lập tức khởi tâm chân thành thanh tịnh để hàng phục phiền não? Việc này bạn không nên nôn nóng. Công phu của bạn vẫn chưa đủ. Giống như đói bụng vậy, ăn một bát cơm thì chưa đủ no bụng. Hiện tại bạn chính là ở trình độ này, vẫn chưa ăn no, nên tiếp tục ăn nữa, ăn thêm mấy bát thì sẽ no bụng thôi. Cho nên nói bạn phải niệm nhiều hơn. Hiện tại hàng phục không được, đã biết đây là phương pháp hàng phục phiền não thì bạn lại niệm thêm 3 năm, niệm thêm 5 năm. Bạn xem Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao thường hay nói, phàm phu bình thường thì niệm Phật thông thường đều là 3 năm. Sau 3 năm niệm Phật thì phiền não sẽ nhẹ đi, vẫn còn chưa thể đoạn. Trong thời gian một cây hương, chúng ta ngày trước trong nhà rất ít người có đồng hồ, không giống như hiện tại. Văn minh vật chất tiến bộ hơn trước quá nhiều rồi. Hầu như nhà nào cũng có đồng hồ. Một cây hương, hương dài thì 1.5 tiếng, hương bình thường thì 1 tiếng. Trong Phật môn, khi tính thời gian đều là đốt hương. Một cây hương dài 1.5 tiếng. Trong 1.5 tiếng này khởi lên 3-5 vọng niệm, đây là bình thường. Đây là niệm Phật, niệm được 3 năm, đây là bình thường. Còn những người sơ học thông thường, trong 1 cây hương, tức là 1.5 giờ, khởi 20-30 vọng tưởng cũng là bình thường. Nếu như bạn nói mình vừa mới bắt đầu niệm Phật đã có thể hàng phục được phiền não, việc này Phật cũng không làm được, cũng không cách gì giúp bạn được rồi. Bạn phải tự mình dần dần mà luyện. Nếu muốn giúp đỡ, giúp đỡ đối với việc hàng phục phiền não thì nghe kinh là phương pháp tốt. Nghe kinh thì bạn sáng tỏ rồi, giác ngộ rồi. Chân thật giác ngộ thì mới buông xuống được. Buông xuống điều gì? Buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm. Cho dù có tạp niệm khởi lên cũng không đáng kể, không quan tâm đến nó, vọng niệm sẽ không còn nữa. Nếu lo sợ vọng niệm khởi lên, sao mình lại khởi vọng niệm thì xong rồi. Vọng niệm lại chồng thêm vọng niệm, làm sao mình tiêu diệt được vọng niệm? Lại thêm một vọng niệm nữa sanh ra, vọng niệm của bạn cứ ào ào tăng trưởng. Vậy làm sao có thể đoạn dứt được? Nhưng phương pháp gì để đoạn dứt? Không quan tâm đến nó thì đoạn dứt rồi. Không quan tâm đến nó thì không diệt gì. Càng quan tâm đến nó là càng nhiều, phiền phức càng nhiều.